Chúng ta quay trở lại với những thông tin cập nhật diễn biến mưa lớn ở Trung Bộ. Liệu mưa còn kéo dài trong bao lâu vậy chị Lan Chi? Vâng, mưa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam thì sẽ kéo dài hết ngày hôm nay. Trong đó thì từ Quảng Bình đến Đà Nẵng sẽ là khu vực có mưa nhiều nhất, có nơi mưa rất to trên 120mm. Mưa trên nền đất đá đã ngậm no nước thì nguy cơ gây ra sạt lở đất ở các sườn đồi núi dốc đứng và ven sông suối nhỏ. Bà con cần phải cảnh giác với những dấu hiệu sạt lở để kịp thời chạy thoát thân. Mưa có thể khiến xuất hiện một đợt lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, với đỉnh lũ có thể lên ở mức từ báo động 1 đến trên báo động 2. Còn các sông ở Quảng Trị thì sẽ dao động quanh mức báo động 1. Bà con sinh sống ở vùng trũng thấp ven sông cần kê cao đồ đạc để phòng lũ lên gây ngập. Và trong những ngày có mưa như hôm nay thì thời tiết ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam sẽ khá là mát mẻ. Dự báo nhiệt độ cao nhất các thành phố từ Thanh Hóa tới Hội An sẽ không vượt quá 29 độ. Vâng, và ngoài Thanh Hóa tới Quảng Nam có mưa thì không biết là khu vực nào nữa trên cả nước thì có mưa nữa. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có mưa dông, nhưng mà mưa thì sẽ xuất hiện sau khoảng 3 giờ chiều ngày hôm nay anh ạ. Dự báo là có nơi mưa to tới 50mm tương ứng với những vùng màu xanh đậm ở trên bản đồ. Nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ, và quý vị cũng cần cảnh giác với các hiện tượng như là gió giật, sấm sét đi kèm trong cơn mưa. Còn Bắc Bộ thì sẽ là khu vực ít mưa nhất cả nước trong ngày hôm nay. Dự báo là trưa và chiều nay trời có nắng, không khí khá nóng khi mà nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố tăng lên từ 29 đến 31 độ. Chỉ ít nơi như là Lạng Sơn vẫn dịu mát, 26 độ. Xin chuyển sang thời tiết biển. Huyện đảo Trường Sa ít mưa, có nắng, gió nhẹ với tầm nhìn xa trên 10 km. Còn huyện đảo Hoàng Sa thì vẫn có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió rất mạnh, cấp 7, cấp 8. Cảm ơn chị Lan Chi với những thông tin vừa rồi. Như vậy là những khán giả ở khu vực miền Trung thì cần cảnh giác sạt lở đất, lũ trên sông do mưa lớn. Còn tại Nam Bộ thì cần lưu ý về nguy cơ ngập úng cục bộ, các hiện tượng gió giật, sấm sét đi kèm cơn mưa.